Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Intel Mobile. Thì đây mình đang có một sản phẩm rất mới đến từ nhà Oppo, chiếc Oppo Reno 4 Pro. Bây giờ thì mình sẽ mở hộp đến cho các bạn để chia sẻ xem nó sẽ như thế nào nhá. Bật mí một chút thì chiếc máy này nó sẽ có kiểu màn hình 90Hz này, rồi chúng ta sẽ có chip Snapdragon 720G này và một số những thứ khác nữa. Và nếu như các bạn muốn tham khảo thêm một số chiếc máy khác có màn hình tần số quét cao như kiểu 90Hz hay là 120Hz thì có thể tham khảo tại Intel Mobile thông qua đường link mình để phía bên dưới phần mô tả của video. Chúng ta sẽ có rock phone này, chúng ta có OnePlus này, rất nhiều vân vân và mây mây. Bên dưới thì các bạn sẽ có đầu tiên là một cái ốp lưng bằng silicon để bảo vệ cho chiếc máy này. Đây là thân máy của chiếc Oppo Reno 4 Pro. Mình có ở đây là phiên bản đen nhám. Tiếp tới thì sẽ là bộ phụ kiện bao gồm sạc, cáp và tai nghe. Thì ở đây mình bất ngờ khi mà cái chiếc máy này được trang bị công nghệ sạc SuperVOOC với công suất lên tới là 65W. Tốc độ sạc sẽ cực kỳ là nhanh, rất là kinh khủng. Bên cạnh đó, các bạn muốn sử dụng được cái công nghệ SuperVOOC thì các bạn sẽ phải sử dụng cái dây sạc được tặng kèm theo. Bên trong thì sẽ có lõi màu vàng, như VOOC bình thường thì sẽ là màu xanh, còn SuperVOOC thì sẽ là màu vàng. Thì các bạn sẽ lưu ý những cái điểm này. Cuối cùng thì sẽ là tai nghe 3.5mm. Các bạn sẽ không cần lo đến vấn đề là kiếm tai nghe ở đâu cho chiếc máy. Trước tiên về tổng thể của chiếc Oppo Reno 4 Pro thì nó là một chiếc máy thiết kế theo xu hướng an toàn cho người dùng. Sẽ không còn những cái sự sáng tạo táo bạo trên đây, ví dụ như camera vì cá mập hay là camera thò thụt là không hề có, mà nó sẽ chỉ như những chiếc máy thông thường với thiết kế liền mạch và nhìn thì nó cũng rất là bắt mắt. Mặt lưng bo cong mềm mại để mang lại cho chúng ta cảm giác cầm nắm là tốt hơn. Mặt lưng này thì vẫn sẽ được thiết kế từ nhựa và khung viền từ nhựa nha các bạn, và nó sẽ được làm nhám giả kính rất là sang, nhìn chiếc máy mặt lưng rất là đẹp và rất dễ bị đánh lừa, giống như kiểu đây là mặt lưng kính. Bên trên đây thì chúng ta sẽ có vị trí của cụm 4 camera, độ phân giải camera chính là 48MP, camera ultra wide 8MP, camera đo độ sâu trường ảnh 2MP, và cuối cùng camera macro sẽ có độ phân giải là 2MP. Nói chung rằng chiếc máy này thì sẽ có rất nhiều những tính năng để cho các bạn có thể chụp choẹt, chút nữa thì mình sẽ giới thiệu sau. Bây giờ thì chúng ta cứ đi từng cái món một trước. Quay ra với phần màn hình thì Oppo Reno 4 Pro các bạn sẽ được trang bị màn hình kích thước 6.5 inch, độ phân giải là Full HD cộng, tấm nền AMOLED, và nó sẽ là thiết kế màn hình cong, mang lại những trải nghiệm khi mà vuốt nhìn viền màn hình rất là đã, và kể cả khi các bạn vuốt từ ngoài màn hình vào thì nó cũng rất là sướng. Nhưng khi đó thì các bạn sẽ phải tháo cái miếng dán màn hình ra thì vuốt nó mới thật sự sướng, còn nếu như mà để miếng dán màn hình thì nó vẫn sẽ hơi bị cạnh cạnh ở cái mép của miếng dán, nên đây sẽ là một cái sự phải đánh đổi. Các bạn muốn bảo vệ màn hình tốt hơn, muốn dán thì sẽ mất đi cái việc mượt mà khi vuốt ở cạnh màn hình. Một cái điểm nổi bật nữa trên cái màn hình của chiếc máy này đó chính là nằm ở việc nó được trang bị tần số quét lên tới là 90Hz, một trong những cái chuẩn phổ biến mà những chiếc smartphone hiện nay đang theo đuổi. Nếu như trước đó các bạn sẽ thấy những chiếc OnePlus ở phân khúc cao cấp được trang bị màn hình 90Hz, những chiếc ROG Phone được trang bị màn hình 120Hz, Samsung dòng S, dòng Note hiện nay thì cũng đang có màn hình 120Hz. Thì bây giờ một chiếc máy tầm trung của nhà Oppo chúng ta cũng đã có màn hình 90Hz để trải nghiệm mượt mà hơn, giúp cho những cái thao tác, những cái trải nghiệm khi mà chúng ta nhìn màn hình ngay ở cái phần menu chính, hay là các bạn lướt xem news feed trên Facebook, hay là đọc báo, hay là lướt trên YouTube thì nó cũng đã mượt hơn rất là nhiều so với màn hình thông thường rồi. Ở trên góc màn hình thì các bạn sẽ thấy vị trí của camera selfie với độ phân giải là 32MP, và cái lỗ đục ở trên cái màn hình này thì nó cũng rất là nhỏ, khiến cho chúng ta không bị ảnh hưởng quá nhiều ở phần trải nghiệm hiển thị. Và khi Oppo đặt cái mụn này, cái nốt ruồi này ở bên cạnh trái ấy, thì các bạn nghiêng máy ra để chơi game thì ngón tay của chúng ta cũng đã che vị trí này rồi, nên cũng không hề ảnh hưởng đến cái trải nghiệm khi mà chúng ta chơi game. Nên đây là một trong những cái thứ mà mình đánh giá cao ở phần đục lỗ màn hình trên chiếc Oppo Reno 4 Pro. Về cấu hình thì chiếc máy này nó cũng giống như cái phiên bản Oppo Reno 4 dành cho thị trường Việt Nam. Nó sẽ bị cắt giảm so với cái phiên bản của thị trường Trung Quốc. Đó chính là nó không có 5G, nó cũng không có Snapdragon 765, mà nó sẽ chỉ là Snapdragon 720G mà thôi. Dung lượng RAM chúng ta sẽ có là 8GB và bộ nhớ trong là 256GB, rất đủ để cho các bạn có thể sử dụng. Bộ nhớ RAM và bộ nhớ trong thì không có gì để bàn cãi rồi. Còn Snapdragon 720G thì đây cũng là một con chip tốt để cho gaming. Nó cũng sẽ có một số những tính năng riêng để hỗ trợ cho việc chơi game của chúng ta tốt hơn. Và cụ thể như thế nào thì mình sẽ có những bài test sau để dành đến cho các bạn. Dung lượng pin trên chiếc máy này thì sẽ có là 4000mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 65W như ban đầu mình đã chia sẻ. Thì không bao giờ
cái vấn đề pin là vấn đề khiến cho các bạn phải đau đầu cả. Dù máy có hết pin nhanh cỡ nào đi nữa thì tốc độ sạc của nó cũng rất là kinh khủng, chỉ 15 phút là đã đầy được khoảng tầm 50-60% rồi. Đây là một con số rất đáng ngạc nhiên. Một cái nữa đấy là mình cũng sẽ chia sẻ đến các bạn về cái trải nghiệm chụp hình trên chiếc máy này, thì nó sẽ có thêm một số những cái tính năng liên quan đến là AI Portrait hay là AI Color gì đó. Tức là nó sẽ giữ lại màu ở trên chủ thể và sẽ làm đen trắng đi tất cả những thứ xung quanh còn lại để cho chủ thể được nổi bật nhất. Và nó hỗ trợ cả chế độ quay, cả chế độ chụp hình luôn. Nên các bạn sẽ có rất nhiều những thứ hay ho để sáng tạo cùng với tính năng này. Thêm nữa thì nó cũng sẽ có một số những option khác để các bạn khi mà chụp hay là khi quay muốn giữ lại màu xanh và làm đen trắng đi tất cả các màu còn lại thì nó cũng làm được. Và các bạn muốn giữ màu đỏ và làm đen trắng tất cả những màu còn lại thì cũng làm được. Và các bạn có thể tùy chọn ở trên những option này. Nói chung, camera của Oppo Reno 4 Pro có rất nhiều tính năng hay ho để cho chúng ta có thể sử dụng. Và trên đó là video mình trên tay đến cho các bạn về chiếc Oppo Reno 4 Pro, sản phẩm chuẩn bị được ra mắt của nhà Oppo. Các bạn thấy sao về chiếc máy này, với mức giá của nó được dự đoán trong tầm khoảng là 13 triệu thì nó có hợp lý hay không? Xin comment để lại ý kiến của bạn phía bên dưới phần luận của video. Và các bạn nên nhớ thì đây là một sản phẩm chính hãng phân phối tại thị trường Việt Nam. Các bạn đừng so sánh giá của nó với những chiếc máy xách tay nhá. Tội nghiệp nó lắm. Bây giờ thì xin chào và gặp lại bạn trong những video lần sau.